Nếu các bạn vẫn chưa tìm được shop bán Robux uy tín ư, hãy đến ngay với shop robuxnet.vn. Hiện tại bên mình đang có dịch vụ Roblox và cải thêm Blockwood và Robux 2 bây giờ. Và hiện tại bên mình đang có bán ạc Blockwood cho những bạn nào chưa có ạc chỉ với giá sinh viên. Và bên mình có những dịch vụ Game Pass giá cực ưu đãi và siêu lợi chỉ có tại robuxnet.vn. Quay, anh em biết gì chưa? Hôm nay mình lại quay trở lại xe 1 nữa anh em ạ. Hôm nay anh em biết mình sao mình lại ở đây không? Anh em quay trở lại mình hướng dẫn anh em cách, à không phải cách, mà mình hướng dẫn anh em những món đồ mà 5 thứ nên lấy ở tại xe 1 khi qua xe 3 nha anh em. Và những đồ này các bạn vẫn chưa biết được, và nhằm khi những bạn chơi và vẫn chưa có thể lấy được nhằm khi qua xe 2 á. Ồ mà nhằm bạn nha, sử dụng H nhằm khi qua xe 2 vẫn chưa có được một cái món đồ đó luôn á anh em ạ. Anh em tin mình đi, thời những cái món đồ đó, những bạn H nhằm khi vẫn còn chưa có mà ấy. Ok, thì trước khi bắt đầu video này á thì anh em hãy cho mình một like, một subscribe và cũng đừng quên nhấn cái chuông bên cạnh nhà thông báo cho mình nha. Ok, bây giờ vào video thôi. Thôi nào, let's go. Ok, cái thứ đầu tiên thì anh em hãy qua cái đầu tiên đi anh em ạ. Cái thứ đầu tiên á là bên cái chỗ này anh em ạ. Đây, chỗ đây có những ba cái anh em muốn cần để lấy và để học để trước khi qua C2 nhá. Đó đầu tiên đó chính là anh em sẽ được nhảy hai bậc như giống như vậy nè anh em ạ. Khi mà anh em mua, anh em sẽ được nhảy hai bậc. Đấy đấy, nhảy cao lên. Khi anh em không mua thì anh em nhảy không được, nó chỉ lộn xanh to một vòng thôi. Ok, aura đây là cái gì? Aura đó chính là haki anh em ạ. Ok, đây chính là haki. Đấy, thì bạn nào chơi lâu thì cũng biết haki là cái gì ha. Và cái tóc biến này là cái gì? Cái tóc biến này chỉ với 100.000 những cái tóc biến này là nó chỉ là soro anh em ạ. Nó sẽ chỉ soro trong một cái phạm vi ngắn thôi anh em ạ. Đây, ví dụ đây. Đấy. Hợp lý liền. Ok. Bây giờ là những món đồ này thì là top 1 rồi đấy. Bây giờ mình sẽ dẫn anh em tới cái chỗ top 2 này anh em ạ. Đi thôi. Ok, cái top thứ hai này anh em ạ. Cái top thứ hai đó chính là cái gì? Top thứ hai đó là anh em phải mua, anh em phải dành cho mình một cái số tiền khá là lớn luôn. Khá lớn đối với anh em những xe 1, còn đối với mình thì nó như cỏ gác rồi anh em ạ. Thì anh em phải có trên 500 ngàn. Đấy, trên 500 ngàn là được, không cần quá trên đâu. Thì anh em hãy lại đây. Đây là cái top 2 anh em mình muốn chế anh em. Đó, top 2 nè. Đấy. Là anh em phải mua một cái electric điện hoặc là một cái gọi là character người cá V. Ôi character người cá V1 chứ V2 nha, mình nói nhầm là chết luôn ấy. Đây. Đấy, electric điện. Và những bạn nào mà khi dùng electric điện thì qua bên C2 vẫn có thể farm được nhá. Nhưng mà mình nghĩ là anh em khi qua bên C2 nên dùng character người cá đi, vì người ta nó cũng mạnh ấy. Ok, bây giờ mình sẽ dưới nước nhá. Đây, mình sẽ dẫn anh em cái này này. Đây, xuống đây. Thì sau khi anh em xuống đây xong, anh em vào đây anh em mua cho mình một cái character cá. Nó chỉ là V1 thôi nhưng mà nó sẽ rất cần thiết cho những bạn khi ở C1 rất cần nha anh em. Bởi vì nó farm rất là ngon đi. Ok, thì bây giờ là tới cái tập thứ 3 này anh em. Mà phải mình quên còn chỉ anh em nữa, nó chỉ là một cái black led. Anh em chỉ tốn một rất ít tiền thôi anh em ạ. Là anh em có thể mua được rồi. Nhưng mà tiền với đó chỉ có 150 thôi, nhưng mà cày hơi lâu những bạn C1 nha. Và đây, những người như thế này hay dây da núp lùm lắm anh em ạ. Đấy, không anh em nè, chỗ bán đây không để đâu, thích chui đây lắm. Admin cũng để kỳ cục nữa thôi, lại luôn á, quản trưởng được hết chứ. Còn tới cái top thứ ba nè anh em, cái top này á thì anh em phải lên đủ cho mình tới cấp 200 cấp thôi nha. Ok, thì là sau khi anh em lên tới 200 cấp, anh em vào cái chỗ này. Nhưng mà điều đầu tiên anh em, trước khi mà anh em đứng 200 cấp ở đây nha, những bạn nào chưa hiểu á thì các bạn coi những cái cách đồ mà để mở cánh cổng của xanh tóc đỏ để đi quýnh xanh tóc đỏ nha. Còn bây giờ mình không, nói chung là không tiện để chỉ anh em đấy. Đấy, nói chung là vậy. Ok, bây giờ trước khi á anh em vào đây á, nó sẽ có một boss hand cho anh em và anh em quýnh hắn và sẽ ra cho anh em một cái tỷ lệ là, nó không có tỷ lệ đâu, 100% là ra rồi. Và có một thanh kiếm cyber anh em ạ. Ok, cuối cùng thì khứa nó cũng xuất hiện rồi anh em ạ. Mà mình ngồi mình đứng chơi vậy, nhà nó cũng xuất hiện nữa anh em. Thì xuất hiện xong thì anh em quýnh hắn là anh em sẽ được một cái cây. Nhưng mà mình quýnh có rồi nên mình sẽ không có được nữa đâu anh em ạ. Ok, thì bây giờ là tới cái tấp thứ. Cái tấp thứ tư đó chính là một cái bầu trời tuyệt đẹp trên trên trời luôn. Ui giời ơi. Nhưng mà lần này mình phải túc lên kia rồi. Cậu thực sự ấy, phải phá chỗ này lên trên thôi. Đâu rồi? Đây, hướng này. Không biết chỗ này có dịch chuyển không ta, là nãy giờ mình ngáo ngáo mình đi lộn. À không có đâu. Ok, thì sau khi anh em được tới đây, anh em nhìn cho mình lên đây. Và đây, hãy lên đây. Và mà trước khi mua được cái hai cái nguyên sát ấy, anh em phải quýnh con xe tóc đỏ hồi nãy của mình chỉ anh em mà.
và anh em phải muốn thắng rồi anh em mới có được cái mua được cái hai cái quan sát anh em ạ. Cái này mình mát rồi, cái này 5.000 luôn rồi, mình lên hai cái V2 rồi. Ok, nói chung là cái này là cái top thứ tư nữa đi mà, và anh em phải cần quýnh con xanh top đỏ trước nha, đừng có quên đấy, cái nhiệm vụ quan trọng cho anh em đấy. Ok, bây giờ tới top 5 thôi. Cái top 5 này nó cũng không phải là quá khó hay là quá dễ. Cái món đồ này nói chung là tùy theo may mắn anh em cũng vẫn có thể ra đấy. Đó chính là cái thanh bô lê anh em ạ. Bô lê chứ không phải bô lê. Đây, cho anh em xem cái thanh đó của mình. Cái thanh đó, cái thanh lồi gầy anh em ạ. Đây này. Đó. Quýt nè. Đấy. Và đây là cái thanh mà anh em phải cần nên lấy ở cái C1 nè. Khi qua C2 anh em phải cần có một trái hệ lôi anh em ạ. Đây, trái này nè anh em ạ. Đâu rồi. Đây, trái lôi mình đang cầm. Và sau khi anh em thức tỉnh được lên full trái lôi thì anh em phải đầu tiên là anh em phải thức tỉnh full, xong rồi thì anh em mới có thể đi cái gate xong á. Lúc đó full xong nó sẽ chuyển anh em lên một cái hòn đảo bí ẩn nào đó. Và sau đó anh em sẽ mua được một cái gọi là Poly V2 loại gạch thứ hai. Và loại gạch này dành cho những BB tới bây giờ vẫn còn sử dụng và nói chung là khá là ngon anh em ạ. Đấy, nó rất là khó chịu vì nó có một cái chiêu chối anh em ạ. Đấy. Và đam của nó là 2806 nha anh em. Nói chung là nó cũng đào phết anh em ạ. Mà nó không đau bằng cây hắc kiếm của mình đâu, bỏ tiền ra tất nhiên nó phải đau hơn rồi chứ. Ok, con này nó chết rồi anh em ạ. Và con này là con thứ 5 mà mình muốn nói với anh em thì ok. Nói chung là video tới đây cũng không còn nhiều nữa rồi anh em ạ. Và đây là top 5 thứ mình muốn nói thôi với anh em rồi đấy. Ok, còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt các bạn. Và anh em thấy thích video này thì nhớ là lại cho mình một like và subscribe, cũng đừng quên những cái chuông bên cạnh để thông báo của mình.